Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Một cái video clip cho chúng ta thấy những ngày qua mưa rất là lớn tại Trung Quốc và gây ra lũ lụt đến mức kinh hoàng. Chúng ta thấy trên cái clip đó là có những chiếc cầu bị gãy, có những chiếc xe trôi đi. Và ngày hôm qua tôi có coi một clip nữa, đó là một chiếc máy bay trực thăng á, nó trôi đi. Hàng trăm hàng ngàn chiếc xe bập bình ở lũ lụt. Những ngôi nhà sụp đổ. Như vậy nó đến tài sản của người dân mất hoàn toàn trong thiên tai, phải không? Có phải không? Và sáng nay tôi muốn chiếu anh em xem clip này. Và chúng ta nghe lời của Chúa trong Côn Tô Nhì đoạn 5 câu 1 đến câu thứ 11. Xin tất đồng đứng lên. Và tôi sẽ đọc 11 câu kinh thánh này. Côn Tô Nhì đoạn 5 là một đoạn kinh thánh rất đặc biệt. Nó không phải chứa câu kinh thánh mà mỗi một chúng ta được học, được dạy. Đó là câu thứ 17. Nhưng mà từ câu 1 đến câu thứ 11 và nguyên cả đoạn 5 thì nói chúng ta nhiều sự mặc khải rất là tuyệt vời. Trên 11 câu mà Chúa dạy dỗ tôi, Chúa Thánh Linh của sự tỏ ra mở mắt tôi để tôi nhìn thấy, để đến với buổi nhóm lại của một vụ giải cứu tại đây, để giúp cho chúng ta thực sự chuẩn bị đời sống của chính mình nhiều hơn. Đừng hài lòng khi những ngày vất vả đã qua. Đừng hài lòng, đó là giấc ngủ chúng ta tìm lại được. Đừng hài lòng, chúng ta ăn được, chúng ta ngủ được. Đừng hài lòng vì chiều nào chúng ta cũng chơi thể thao. Đừng. Vì những điều đó không cứu tôi và anh em được đâu. Amen. Những điều đó không cứu chúng ta được đâu. Và chúng ta hãy đặt một câu hỏi rằng nếu ngay giờ phút này Chúa tái lâm thì ai trong chúng ta biết chắc rằng mình được cứu? Tôi tin rằng rất nhiều người không biết chắc rằng mình được cứu, phải không ạ? Bởi vì chúng ta đâu có đầu tư thời gian của mình vào niềm tin của mình đâu. Chúng ta đâu có đầu tư thời gian của mình vào những điều gì chúng ta học đâu. Giống như sáng nay khi chúng ta thờ phượng xong, trước khi có clip thì tôi bất chợt dòm xuống, tôi thấy một anh em đứng ở ngoài hàng ba đó và đang lúc ta cầu nguyện, và anh em đó mở mắt ra và dòm cảnh. Và tôi không biết rằng người đó họ đầu tư điều gì cho Chúa. Cái hành vi đó nó lộ ra, đó là chúng ta thực sự không tập trung trong sự thờ phượng Chúa. Đang lúc tất cả chúng ta đều quay mặt về phía bên trên để thờ phượng Chúa, thì người em đó cứ như thế này. Đừng nói với tôi đó là cầu nguyện. Đừng. Và tôi xin đọc 11 câu kinh thánh này. Và tôi sẽ nói chủ đề sau. Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời trên trời bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời. Miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không trần truồng. Hãy để ý câu kinh thánh này. Câu số 4. Bởi chân chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Hãy để ý phần kinh thánh này. Câu số 5. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy
và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta phải đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ. Đây là câu thánh mà nhiều người sống rất là vô tâm. Không bao giờ chúng ta biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ. Đừng vô tâm anh em, đừng tin Chúa rồi và cuộc đời chúng ta đừng không quan tâm đến những điều việc thánh kinh dạy. Và tôi nhìn cách sống anh em, tôi biết rằng chúng ta quan tâm đến đời sống thuộc linh của mình như thế nào. Tôi nhìn hành vi của anh em, tôi có thể biết được chúng ta đã thực sự tôn trọng Chúa như thế nào. Tôi đọc lại câu số 10. Bởi vì chúng ta phải đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Câu 11. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Tôi cũng cầu nguyện. Hỡi Đức Chúa Trời là Cha đầy lòng thương xót, nhưng cũng một người Cha sẽ xét lẽ công chính cho chúng con. Và Chúa về đời này, khi một người phạm pháp, họ phải bị điệu ra trước tòa án của đời này để xét xử. Và đối với vương quốc của Đức Chúa Trời, Ngài có một tòa án, và tòa án đó là tòa án của Đấng Christ. Không có một người thẩm phán nào liêm chính cho bằng thẩm phán là Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con. Không có một tòa án nào liêm chính ở trên thế giới này bằng tòa án của Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, có cầu nguyện để con và anh em của con nghiêm túc biết rằng một ngày không ai trong chúng con mà không đối diện với tòa án của Đấng Christ. Đứng trước tòa án đó, chúng con sẽ nhận lãnh phần thưởng, nhận lãnh sự khen ngợi. Tùy theo khi chúng con còn sống trong xác thịt, chúng con đã làm điều thiện. Điều thiện đây không phải là cứu giúp người nghèo, những điều thiện đây đó là chúng con làm những điều lành cho chính đời sống của chúng con. Chúng con đem lại những điều lành cho gia đình, cho hôn nhân, cho con cái của chúng con, cho dòng dõi của chúng con. Và chúng con sẽ bị kết án nếu chúng con làm những điều ác. Lạy Chúa, xin bắt đầu từ ngày hôm nay cho mỗi một chúng con đã xem video clip. Kinh Thánh đã nói trước ngày Chúa Jesus trở lại, động đất dịch lệ, chiến tranh đủ thứ mọi điều nó xảy ra. Và Chúa xin hãy cho chúng con tìm được sự hy vọng trong Đấng Christ qua lời của Ngài hôm nay. Chúng con biết ơn Ngài. Xin mở tâm trí mỗi một chúng con, để mỗi một chúng con nghe và hiểu lời Đức Chúa Trời. Xin ban linh của sự khôn ngoan thông sáng vậy biết cho mỗi một chúng con. Hỡi Thánh Linh, chúng con rất cần Ngài. Xin dẫn chúng con vào lẽ thật qua lời của Ngài trong Cô Tô Nhì đoạn 5 từ câu 1 đến câu thứ 11. Xin kiểm soát con, chi phối con, đầy dẫy trong con, với con, trên con, đầy dẫy trong lưỡi của con, để con nói những lời từ Đức Thánh Linh Ngài. Con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh tất đồng an toàn. Và với một câu thánh này, Chúa cho tôi một cái chủ đề, đó là sự hy vọng và lòng khát khao của chúng ta. Tôi lặp lại: sự hy vọng và lòng khát khao của chúng ta. Anh em, nếu tài sản của chúng ta bị mất hết, chúng ta có sự hy vọng không? Nếu tất cả điều gì chúng ta làm và trong một phút chốc, như có một câu ngạn ngữ nói rằng là họa vô đơn chí, thình lình tai họa ập đến, gia đình của chúng ta sẽ mất trắng, vợ con có thể ra đi, tất cả những tài sản, nhà cửa, tiền bạc,
mọi thứ ta đầu tư rất mất nhiều thời gian và công sức, trong phút chốc tan biến hết. Chúng ta có còn hy vọng không? Cũng một thế đó, chúng ta vào nơi chốn này là để đầu tư cuộc đời của tôi và anh em, đúng không? Có đúng không? Mà không có một sự đầu tư nào mà không tập trung. Có nhiều người họ nói họ là nhà đầu tư, họ nói là họ là business, nhưng họ làm kiểu như là chơi chơi, giỡn giỡn, bỏ công việc, uống cà phê cà pháo, đến công ty thì trễ, về thì sớm, ăn nhậu thì nhiều, phải không? Không có một cái gì họ tập trung vào cho việc đầu tư đó cả. Cũng một thể ấy, chúng ta xem lại, đó là những ngày qua tôi và anh em ở đây, chúng ta đầu tư cuộc đời của mình cho đời sống thuộc linh như thế nào. Như sáng nay tôi bất chợt vào buồng ba thì tôi thấy có một số anh em nằm ngủ rất là tỉnh rồi. Trong đó có người trưởng phòng ở đó. Anh em đừng có nghĩ rằng tôi đùa vấn đề này nha. Điều này rất là thật. Điều này rất thật luôn. Bằng cái đó đó, những hình ảnh đó đó, vì đó không phải là giờ chúng ta ngủ, phải không? Mà có những người nằm ngủ tỉnh queo. Và tôi giật mình, bởi vì từ cách đây 2-3 ngày về trước, khi tôi đọc lời của Chúa, Chúa nói tôi hãy suy gẫm điều này để giảng cho anh em vào thứ năm tuần này. Có người của tôi rất mệt anh em. Nên em để ý, tôi rất là mệt. Hệ tiêu hóa của tôi trong thời điểm này không có tốt. Tôi thường bị đau bụng. Nhưng mà khi Chúa bảo tôi con phải chia sẻ, tôi phải cậy sức của Chúa để đứng đây nói lời của Chúa trời cho anh em. Vì tôi biết tôi là người đầu tư vào thiên đàng những cuộc đời đang ngồi nghe lời của Chúa hôm nay, và những người khao khát lời của Chúa qua chức vụ mà Ngài đã kêu gọi tôi giảng ra sự mặc khải của lời của Chúa trời. Amen. Tại sao có những người nghe bài giảng trên online họ được thay đổi, còn chúng ta thì nghe truyền hình trực tiếp ở đây, amen, chúng ta lại không được thay đổi? Điều gì vậy? Điều gì những người xa lắm, ở bên Đức Quốc, ở bên Mỹ, ở bên một số nước người ta xin để được tham gia lớp học kinh thánh mà Chúa dùng tôi để dạy dỗ họ? Tôi chỉ cho họ nghỉ một buổi là họ nói ô một xíu ổn quá. Họ đói, họ đói lời của Chúa, họ khát khao sự thăm viếng của Chúa, em ấy. Còn chúng ta ở đây là trực tiếp, phải không? Có phải không? Chúng ta ăn uống trực tiếp qua chức vụ mà Chúa kêu gọi tôi. Mà dường như tôi thấy có một số anh em rất là đùa giỡn với cái cuộc đời của mình ở tại nơi chỗ này. Chúng ta thật sự không đầu tư, chúng ta không thật sự sống cho mục đích. Đó là ta vào đây để làm gì? Đây không phải là cái nơi để ta ngủ nghỉ. Ngủ thì cần phải ngủ, em ấy. Nghỉ chúng ta cần có thời gian nghỉ. Nhưng mà có những anh em hoàn toàn ăn và chỉ để ngủ mà thôi. Anh em, nếu ta đầu tư như vậy đó thì chúng ta không phải là người khôn mà người dại. Bởi vì cái thánh Chúa nói gì? Đó là hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Amen. Mà ở đây Chúa cho chúng ta có rất nhiều thời gian, mà chúng ta đã không nắm lấy cái thời gian đó để mà đầu tư cuộc đời của chính mình. Và tôi đặt lại một câu hỏi rằng có nhiều người đã tiếc. Phải chi lúc đó mình không làm điều này, phải chi lúc đó mình không
quyết định cho điều này, để rồi mình không đổ vỡ, để rồi mình không mất tiền bạc, để không mình mất không mất thời gian trở lại trung tâm giải cứu. Và tôi nhìn điều đó, tôi nói rằng chúng ta có sự hy vọng không? Trong Chúa Giêsu, tôi và em có sự hy vọng, amen. Nhưng mà tuy nhiên có một số người không có sự hy vọng. Họ sống cho qua ngày. Sống qua, cho qua ngày, cho qua thời gian. Và rồi khi họ trở lại cộng đồng, họ cũng mang họ vũ như cẩn và là vẫn như cũ. Và rồi trước sau lại trở lại trung tâm. Nếu là người như vậy thì không có sự hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Một người có sự hy vọng sống thì tôi nói rằng người đó sẽ sống rất đàng hoàng. Tôi đưa ra một ví dụ thực rất thực tế. Nếu một người bị án tử, nếu nay một người tội phạm bị dẫn ra pháp trường, họ bị bịt mặt rồi, phải không? Những người thi hành án tử đó đứng trước mặt họ rồi, chuẩn bị đưa súng lên, nhưng có một cái lệnh đó là gì? Ngưng lại. Vì con người này không đáng bị án tử đó, em ấy. Thế anh em là cái người đó họ mừng không? Họ mừng không anh em? Thế anh em rằng họ sống như thế nào? Họ sống rất là trân quý, phải không ạ? Bởi vì đáng lẽ họ chết rồi. Nhưng tôi nói với anh em, có những anh em không phải là tất cả đã không thực sự trân quý cái thời giờ mà Chúa cho chúng ta ở đây. Chúng ta không thực sự trân quý. Chúng ta đùa giỡn cứ qua ngày. À, đến giờ làm bếp vào bếp, đến giờ ăn ăn, đến giờ thể thao thể thao, đến giờ đọc kinh thánh thì lúc đọc lúc ngủ, lúc ngáy lúc khò. Anh em, làm sao chúng ta có thể nói mình có sự hy vọng trong Chúa, em ấy? Câu 1, câu 2, Phaolô nói về cái ngôi nhà, không phải là nhà bằng vật chất này, nhưng mà ngôi nhà chính là đời sống của tôi và anh em, cho tôi nghe chị, amen. Amen. Dù ta mất tất cả, nhưng nếu ta có Chúa, chúng ta sẽ tìm lại được những điều đã mất. Tôi nghe chị, amen. Vì cái đó mà sứ đồ Phaolô đã từng nói với người bại, từ thuở sinh ra, bạc vàng ta không có, nhưng điều ta có, amen, ta cho người, đó là nhân danh Chúa Giêsu ở Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Anh em ngày hôm nay cơ đốc nhân, chúng ta có thể có vàng bạc, chúng ta giàu có, nhưng chưa chắc chúng ta đã có Chúa Giêsu trong cuộc đời của chính mình, em ấy. Mà vợ con của chúng ta, gia đình của chúng ta, người thân yêu của chúng ta, tín đồ chúng ta đưa họ về với Chúa, họ không cần vật chất của tôi và anh em, em ấy. Tôi không biết quan điểm này, nhưng đối với quan điểm của tôi, đó là tôi không thích chơi với những người giàu có, là những mục sư giàu có, những người giàu có, tôi không thích. Nhưng mà tôi thích gần với những người họ không có gì, nhưng họ có sự diện của Chúa Giêsu, amen. Họ vẫn còn khó khăn trong kinh tế, nhưng họ có sự diện của Chúa Giêsu, họ có sự sức giàu, amen. Và ngồi lại thông công nói ra lời của Chúa, mà mình cảm nhận rằng Chúa Thánh Linh đang hiện diện cái buổi nói chuyện đó, dù là trong quán cà phê, amen. Thì cái đó mà tôi nói em rằng tôi chọn những người tôi chơi, tôi chọn những người có Chúa. Và sứ đồ Phaolô nói rằng là chúng ta biết rằng nếu nhà tạm là cái đời sống này, thân thể này, dưới đất này, nó đổ nát có là nó có thể chết đi, nó có thể hư đi, nó có thể bị bệnh hoạn, thì ông gieo cho họ một sự hy vọng, phải không ạ? Cho tôi nghe chào amen. Ông gieo sự hy vọng gì? Tất cũng đọc trong phần B này. Thì chúng ta lại có nhà đời đời trên trời. Mà nhà đời đời này là bởi ai xây? Bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Anh em, ông gieo cho người ta một sự hy vọng. Tôi nghe chị, amen. Ông đặt trong lòng của những con người của sự hy vọng.
Anh khi cuộc đời của tôi trước khi Chúa gặp Chúa khốn khổ bất hạnh. Cuộc đời của tôi đã làm chứng nhiều lần với anh em rồi, bất hạnh khốn khổ. Và tôi thật sự sống dày trong sự mặc cảm anh em. Tôi luôn luôn thu người mình lại như con rùa vậy đó. Nhưng kể từ ngày tôi gặp gỡ Chúa, tôi thấy lời của Chúa cho tôi quá nhiều sự hy vọng. Amen. Amen. Quá nhiều sự hy vọng. Và bắt đầu từ đó, tôi bước đi với lời của Đức Chúa Trời cho tôi nghe cha mẹ. Anh em, tôi hỏi anh em, bao nhiêu người tin rằng chúng ta lìa đời này và chúng ta bước vào trong một vương quốc của nơi Đức Chúa Trời, là nơi đó không có cá độ bóng đá, nơi đó không có hacker. Amen. Nơi đó không có băng đẳng sao đen. Amen. Nơi đó không có trùm bán ma túy. Alo. Nơi đó không có cà phê đen mơ. Nơi đó không có quán lẩu đuôi bò nhậu. Anh em, tôi ước ao một ngày tôi được sống trong vương quốc đó. Amen. Ôi thật sự khiến ta đi ra ngoài đường thôi, những điều chúng ta thấy, chúng ta cảm thấy wow, nó quá nhiều cái cạm bẫy phải không? Nhiều tội lỗi phải không? Nó dâng đầy ở khắp nơi trên thế giới này. Và anh em giống của tôi, Phaolô gieo cho họ sự hy vọng. Câu 2 nói gì? Ông nói rõ về cái đời này. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này. Bao người thừa nhận điều Phaolô nói là đúng. Chúng ta đã thực sự than thở, rên xiết, lầm bầm trong cái thân xác này. Bao người nói là Phaolô nói đúng. Anh em, dù chúng ta xài tiền như nước nha, nhưng tôi nói đã có nhiều lần chúng ta khóc thầm, phải không? Đã có nhiều lần nước mắt đầy mi của chúng ta. Đã có nhiều lần chúng ta ngước mắt lên trời và thở ra và thầm trách cho cuộc đời của tôi và anh em. Giống như Đức Huy viết gì? Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ước mi. Cuộc vui nào nó cũng đến hồi kết thúc. Nhưng kết thúc như thế nào, amen? Đa số những cuộc truy hoang của đời này kết thúc là đau đớn, amen? Là thất vọng, để lại hậu quả cho gia đình của chúng ta. Vợ con của chúng ta mất ăn, mất ngủ, mệt mỏi, gánh nặng. Và câu số 2 sứ đồ Phaolô nói rằng là vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, chỉ, và ông tiếp tục nói về sự hy vọng, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời. Đó là đến cái chỗ đó, đến chỗ vương quốc của Đức Chúa Trời. Ở đó, như tôi nói, không có xã hội đen, không có cái app nào để cho chúng ta vay tiền để cá độ bóng đá cả. Có một mình Khải amen à? Tuấn Anh không amen, vì chưa từ bỏ mà, sao amen nổi. Phaolô tiếp tục gieo sự hy vọng. Tôi hỏi thật, có bao nhiêu người đã có một lần nào đó trong cuộc đời chúng ta, sau khi chúng ta tin Chúa đấy, chúng ta thật sự muốn lìa trần gian này vào sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời? Tôi đã rất nhiều lần anh em. Mà không dễ để vào đâu, bởi vì Chúa chưa gọi em ơi. Nhưng mà chúng ta thấy càng sống về sau cuối này, tội lỗi càng gia tăng phải không? Có phải không? Tội lỗi càng gia tăng. Tội ác càng gia tăng. Có phải không anh em? Nhưng cái điều đáng buồn, nếu nó gia tăng ở bên ngoài xã hội thì ta không nói, nhưng nó gia tăng vào trong hội thánh và không. Cái điều này là cái điều đáng buồn nhất, đau đớn nhất. Nó gia tăng từ những con người nói rằng họ biết Chúa. Đây là điều đáng buồn nhất, đau đớn nhất.
phải không? Nên gia tăng của những người chỉ biết Chúa Thánh Linh không nói. Cái này nó gia tăng trong hội thánh của Ngài. Nó gia tăng trong đời sống của những người nói rằng họ là người biết Chúa. Cái điều này là cái điều đau đớn nhất. Và Chúa Thánh Linh buồn nhất anh em ạ. Và bây giờ chúng ta thấy có một, có hai. Thì sứ đồ Phaolô cho hội thánh của Chúa tại Côrintô biết rằng nếu họ mất tất cả, nếu thân thể của họ đổ nát bệnh tật chết chóc, họ vẫn còn sự hy vọng đó là họ bước vào trong vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Amen. Họ sẽ sống trong một cái căn nhà, một căn nhà mới mà không phải do tay người ta làm ra, cho tôi nghe chứ. Amen. Nhưng mà do chính Đức Chúa Trời là kiến trúc sư đại tài nhất. Amen. Ngài đã vẽ nên, Ngài đã sáng tạo nên, cho tôi nghe chứ. Amen. Và câu số 3, câu số 4 dạy ta điều gì đây? Để chúng ta thật sự xây dựng sự hy vọng của ta mỗi ngày mỗi lớn lên, cho tôi nghe chứ. Amen. Hy vọng lớn lên mỗi ngày trở thành đức tin sống động nhất trong tôi và anh em. Hy vọng và đức tin hai điều này khác nhau. Amen. Nhưng nếu ta biết xây dựng, đầu tư vào sự hy vọng qua lời Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Vun trồng cái cây của sự hy vọng trong đời sống của tôi và anh em. Mỗi giây, mỗi phút thì bỗng nhiên một giờ nào đó, một ngày đó anh em thấy hy vọng đó biến thành đức tin. Thật là ngài trả mẹ. Ngài có nhiều cơ đốc nhân chỉ là hy vọng nhưng họ không có đức tin. Hallelujah. Và trong câu thơ nhất đoạn 13 nói gì? Còn có ba điều này: đức tin, sự hy vọng và tình yêu thương. Có phải không ạ? Có phải không anh em? Ba yếu tố này nó phải có trong đời sống của tôi và anh em nhé. Đức tin, sự hy vọng và tình yêu thương. Amen. Nhưng anh em đừng chỉ có hy vọng. Hy vọng là gì? Hy vọng là cái gì? Ngày mai tôi hy vọng tôi tươi sáng. Tôi hy vọng tôi có một tương lai tươi sáng. Tôi hy vọng lần này tôi về tôi không bao giờ phạm tội với Đức Chúa Trời dưới bất cứ một hình thức nào. Đó là hy vọng. Amen không? Nhưng mà người có đức tin thì nói như thế này này: tôi tin chắc tôi đã được thay đổi. Cái người hy vọng nói ra toàn cái lời hy vọng. Nhưng người đức tin nói ra lời của đức tin. Không có hy vọng vọng gì chỗ này cả. Amen. Nhưng Phaolô nhấn mạnh câu 3, câu 4 giúp tôi và em trang bị để chúng ta nuôi dưỡng sự hy vọng này. Và sự hy vọng này trở thành đức tin. Thì chúng ta phải làm hai điều trong câu 3, câu 4 này. Thứ nhất, đó là miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo chứ không trần truồng, phải không ạ? Thế thì ai hiểu câu thánh này? Đang lúc ta chờ đợi, ta hy vọng được sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời, là về nước Chúa đó, amen. Thì ngay trên đất này này, đó là gặp thấy chúng ta phải mặc áo. Áo này là chiếc áo của sự công chính, mà người cha đã thay chiếc áo cũ đầy dẫy mùi phân heo của đứa con trai hoang đàng. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Anh em, đang lúc chúng ta chờ đợi, chúng ta có sự hy vọng sống, hy vọng chúng ta được thay đổi, thì anh em phải biết cách một điều: ngày nào chúng ta cũng phải mặc áo. Đó là gì? Không có bị lõa lồ, không bị trần truồng, phải không ạ? Chúng ta biết gì? Adam và Eva khi trong vườn Eden, trước khi ông bà chưa phạm tội, Kinh Thánh nói rất rõ, hai người trần truồng mà họ không thấy sự trần truồng, phải không? Anh có ngạc nhiên điều này không? Hai ông bà không có áo, không có gì cả, sống trong sự hiện thánh khiết của Đức Chúa Trời khi ông bà chưa phạm tội. Họ vẫn sống mỗi ngày, đi bên cạnh mỗi ngày, em nghe. Nhưng chẳng bao giờ Eva nói gì: ô ghê quá. Và Adam nói gì? Ô ghê. Không có. Không có. Bởi vì họ sống trong sự diện thánh khiết của Đức Chúa Trời, em ơi. Họ được mặc cái áo của sự thánh khiết, em ơi. Em ơi. Và họ nhìn nhau là thấy sự thánh khiết, chứ không thấy nhục dục. Cho tôi nghe chữ amen. Đến mức ông bà không nói gì: ô, anh thấy em, anh chịu hết nổi thì bây giờ mình vô bụi cây đi. Không có. Họ sống trong sự thánh khiết. Ông bà được mặc cái cuộc đời của mình chiếc áo của sự thánh khiết. Cho tôi nghe chữ amen.
Đến nỗi ngày hôm nay chúng ta thấy một đứa trẻ con nếu bắt đầu ý thức á, như Linh ý bây giờ, xin lỗi anh em, không bao giờ có thể trần truồng được, phải không? Nó biết xấu hổ. Nhưng mà ngày hôm nay thực sự có những người lớn về phương diện thuộc linh, chúng ta lõa lồ mà chúng ta không biết xấu hổ. Thì thí dụ như Chủ nhật vừa rồi, khi tôi kêu gọi cầu nguyện, tôi thấy cái người lớn tuổi nhất ở trung tâm mình đây, kẹt kinh thánh đi xuống. Và lúc đó tôi giận lắm anh, tôi rất là giận. Vì đáng lẽ người đó phải lên đây đúng đầu vào nhờ tôi cầu nguyện. Em ơi, con người này lõa lồ mà. Con người này yếu đuối cực kỳ, mà người em này không hề thấy mình lõa lồ. Và tôi nhìn thấy cái hành động đó là kẹt cung thánh vô nách và đi xuống bên dưới. Tôi giận lắm anh. Một cái cơn giận thánh ở trong tôi nó nổi lên. Và có một số em bắt đầu lũ thủi bắt đầu đi. Tôi nói, ồ chú ơi, chứ cái bộ nhóm này là bộ nhóm chung. Anh em thấy sao không cần được cầu nguyện sao? Tuấn Anh không cần được cầu nguyện sao? Cường không được cần đặt tay cầu nguyện sao em ấy? Khi tôi mới gặp gỡ Chúa đó em, tôi đi nhóm lại đó. Bất cứ tôi tới khi chỗ nào kêu gọi tôi lên, xin lỗi kêu gọi cầu nguyện, tôi là người chạy lên đầu tiên nhất em ấy. Vì tôi cần được thay đổi. Tôi không có thái độ bất kính như anh Hà đâu. Cái điều này là tôi của rất thẳng trước giờ nhóm này. Tôi cần được thay đổi em ấy. Tôi không có đi lên tầng tầng như thế này đâu anh em. Tôi chạy lên. Và nhờ tôi tới của chú nhiều, tôi tới của chú đang bằng cầu nguyện cho người khác à. Tôi đứng bên cạnh, tôi lấy cái tay của ông đó, đặt lên đầu của tôi đó. Tôi kéo tay của ông, xin một sự cầu nguyện cho con. Amen. Có một số anh em ở đây, chúng ta xem lại cái thái độ đó. Vì cái đó mà anh em không được thay đổi. Anh em, Phaolô nói là miễn sao mỗi lần gặp là thấy anh em mặc áo, amen, không bị trần truồng. Anh em đừng có nói là ta tin đạo tin lành là chúng ta được bước vào thiên đàng đâu, không có đâu. Cho đến khi chúng ta mặc chiếc áo của sự công chính, amen, đó là không phạm tội nữa. Tôi nghe chứ, amen. Có nhiều áo sơ mi, buổi sáng nay ở trong phòng nhóm này có rất nhiều áo t-shirt, áo thun. À, như tôi thì tôi mặc cái thương hiệu này, à, ông anh của tôi, anh Cường, hay mua tặng cho là Columbia. Rồi áo của con là hiệu gì? À, áo của chị ăn là hiệu chi đây? Việt Nam gì, lúc nào cũng mặc rồi. Gài đúc áo lại. Tất cả mỗi người đều mặc áo ở đây đều có một cái thương hiệu, phải không ạ? Nhưng anh em hãy nhớ rằng trong vương quốc của Đức Chúa Trời chỉ có một thương hiệu của một chiếc áo. Đó là chiếc áo của sự công chính. Chỉ có chiếc áo này thôi anh em. Chúng ta không được mặc áo sơ mi Việt Tiến đi vào vương quốc của Đức Chúa Trời đâu nha. Dù nó trắng thiệt, đẹp thiệt. Amen. Amen. Nhưng mà Chúa sẽ bảo các đệ tử của Ngài đến cái anh chàng đó mặc áo đi ra ngoài. Vì đi vào vương quốc của Đức Chúa Trời phải có một chiếc áo của Ngài. Ngài khoác cuộc đời của tôi, em không ai được khoác, là tôi không khoác được chiếc áo cho anh em. Đó là chiếc áo của sự sừng công chính. Bởi huyết của Chúa Giêsu, bởi sự chết của Chúa Giêsu cho tôi nghe chưa anh em? Thế thì tôi hỏi anh em này, những ngày qua chúng ta có mặc áo công chính không? Hay là chúng ta lõa lồ? Một hội thánh trong Khải Huyền đoạn 3, những người nhân sự chắc biết đoạn kinh thánh này. Đó là thánh Laodice phải không ạ? Chú nói gì? Chú nói ngươi nói là ngươi giàu có, mặc kệ ngươi. Mà chú nói này, hãy mua vàng thử lửa của ta, hãy mua thuốc nhỏ mắt, hãy mua áo mặc vào để gì? Để che đậy sự lõa lồ của ngươi. Anh em, dù chúng ta mặc áo thương hiệu, giống như ta mua một chiếc áo sơ mi hiệu An Phước ở tại Việt Nam này, có những chiếc áo lên tới 4 triệu phải không ạ? Nhưng anh em, nó bắt đắt lắm. 4 triệu đồng, 5 triệu đồng, có những chiếc áo sơ mi lên tới 7 triệu. Nhưng tôi nói anh em, chiếc áo đó không che đậy sự lõa lồ của tôi được. Amen. Chúa nhìn vào và Chúa vẫn thấy sự lõa lồ của tôi.
Và như thế nào là lõa lồ? Đó là khi chúng ta đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời của mình như Thánh Laodice, amen. Chúng ta chọn vật chất hơn là chọn Chúa, amen. Hồi Thánh Laodice nói gì? Tôi đã giàu rồi. Chúa nói, ngươi giàu mặt lòng. Ngươi không biết mình lõa lồ và đuôi mù phải không à? Amen. Và họ khinh Chúa đến mức độ gì? Họ không cần Chúa. Họ đẩy Chúa ra khỏi nhà thờ. Cho Chúa qua chỗ làm cho nó gì? Này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Ai nghe tiếng ta? Phải không? Mở cửa cho. Ta sẽ vào cùng người ấy. Anh em chúng ta nghiêm túc. Vì tôi không được kêu gọi để giảng những cái lời êm dịu, nhẹ nhàng. Tôi được kêu gọi để làm cho lời của Chúa trở nên cao trọng, em ơi. Chúng ta xem lại những ngày qua. Chúa gặp chúng ta, Chúa thấy ta mặc áo không? Mặc áo công chính á. Chứ đừng nói bố, chứ bố không thấy, mặt bố bị đuôi hay sao mà không thấy con mặc áo không đấy. Đúng là nên có mặc áo, em ơi. Nhưng cái áo đó là cái áo thực thể. Hallelujah. Chúa muốn nhìn thấy cái áo của công chính, áo ngay thẳng, áo của sự sạch tội, amen. Áo mà mình không còn đi hai hàng, mình không còn cong quẹo, mình không còn lặng lách trong vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Một đường thẳng. Cho tôi nghe chị, amen. Toán học còn nói gì? Con đường thẳng là con đường ngắn nhất phải không ạ? Tại sao chúng ta cứ chọn con đường dài, chúng ta đi hoài, cứ lòng vòng hoài vậy? Bởi vì mình thích đi lòng vòng. Mình thích đánh võng hả? Mình thích lặng lách hả? Có phải không anh em? Từ ngày tôi học khôn từ nơi Chúa, tôi không muốn lặng lách nữa. Tôi chọn con đường thẳng là con đường ngắn nhất. Amen. Đừng kéo dài thời gian ta đi với Chúa để tìm sự giải cứu anh em. Đức tin là bây giờ. Amen. Câu số 4. Bởi chân chúng ta ở trong nhà tạm này, than thở dưới cái nặng. Một lần nữa Kinh Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng đời tạm này, thân xác này, sống trong cái đời tạm này đầy dẫy những gánh nặng và dễ dàng khiến tôi và anh em than thở. Tôi biết lý do người anh em chúng ta đang kiên ăn cầu nguyện, đó là cầu nguyện cho gia đình của mình. Ôi, tôi biết lý do. Và tôi tin rằng một số nhân sự cũng biết điều này. Hãy cầu tha cho anh em mình, amen. Và có nhiều người đi với Chúa gánh nặng. Bao nhiêu người chúng ta đã thấy những người gánh những gánh nặng rồi, họ có đi như vậy được không anh em? Không được. Như gánh một cánh lúa nặng với sức của họ, thấy họ đi mà cái nhịp lúa đó nó còn nhịp lên nhịp xuống, đúng không? Nó kêu két két két. Có những người lực sĩ đi thi cử tạ đó anh em. Một ngày kia tôi coi một cái chương trình của Olympic, một người nữ cử tạ hạng nặng và bắt đầu kéo lên, khi bắt đầu nhấc lên tới đây rồi đứng hít thở và đẩy tạ, vừa đẩy tạ lên chưa kịp khán giả chưa kịp vỗ tay thì chị đã ngã ra và chết ngay tại chỗ. Đó là gánh nặng giết chết đó anh em. Chúng ta có tin rằng gánh nặng về đời này giết chết đời sống tâm linh của chúng ta không? Chết không? Giết chết đời sống tâm linh của chúng ta. Nhưng mà có những anh em chúng ta vẫn giống như là mình bình thường như vạ và không có gì xảy ra. Phaolô nói rằng than thở chứ gánh nặng vì chúng ta không cầu cho bị lột chân. Anh em để ý câu này. Có ai ở đây mà cầu mong rằng chúng ta bị lột chân không? Là bị lõa lồ đó. Tôi tin rằng không ai muốn ta lõa lồ cả. Nhưng mà không phải chúng ta không muốn mà không lõa lồ đâu. Không phải chúng ta không muốn mà chúng ta không trần truồng đâu. Không phải cứ nói là không muốn thất bại là không thất bại đâu. Bởi vì tội lỗi là nguyên do làm cho con người bị lõa lồ, phải không ạ? Cái vấn đề là ở đó. Cái vấn đề là ở đó. Sáng nay tôi có coi một cái channel rồi. Có một người đã từng ủng hộ trong bộ phim rất là hay những ngày gần đây tại Mỹ. Ông ủng hộ cho cái bộ phim là Tiếng Nói Tự Do. Và nhiều người ái mộ ông lắm. Đó là
ông ủng hộ không phải bằng những cái cổng thông tin khác nhau, nhưng ông ủng hộ cả bằng tiền bạc, cả bằng tài vật vào cái chương trình làm phim đó. Nhưng mà ngày hôm qua ông mới bị bắt ở tại Mỹ. Vì cái tội gì người ta biết không? Tội ông ấu dâm. Anh em, đôi khi ngày nào chúng ta lấy cái sự sốt sắng của mình á, và mình cứ làm như vậy, mình nghĩ rằng là mình qua mắt được Chúa. Người Việt Nam có một câu gì? Vải thưa. Vâng, không thể nào chạy được mặt thân. Có những người nhiệt huyết, có những người rất siêng năng, có những người rất trung tín. Điều đó tốt. Nhưng tốt hơn đó là chúng ta có bị trần truồng không? Đó là điều tốt nhất. Amen. Đừng cho chúng ta làm việc, làm việc, làm việc. Tự nhiên một ngày đó quả bom nó nổ bùm, nó lòi ra cháy nhà, lòi mặt chuột, ôm đau hết. Có phải như vậy không anh em? Có phải như vậy không anh em? Xin đừng rơi vào điều đó. Và sứ đồ Phaolô nói gì tiếp anh em? Xong cầu cho được mặc lại. Đó là cái điều chúng ta, nếu ta phạm lỗi lầm thì xin lỗi Chúa, ăn năn từ bỏ và cầu xin Chúa mặc lại. Amen. Chế đậy lại sự lỗi lầm của tôi và anh em bằng sự tha thứ của Ngài cho tôi nghe cho amen. Khi Ngài đã công bố rằng trong huyết của ta con được tha thứ, thì không một con quỷ nào dám nói rằng tôi chưa được tha thứ. Cho tôi nghe cho amen. Chứ có nhiều người ngày hôm nay không cầu được mặc lại. Kệ, mình lỡ rồi, lỡ lõa nồ, nõa nồ rồi. Kệ, tới đâu hay tới đó. Cái nõa nồ mà, lời của Chúa nó nõa nồ thuộc linh mà thuộc ninh. Nõa nồ thuộc thể mới sợ. Có những người hôm nay lại méo như vậy đó. Tôi sợ lõa lồ thuộc thể, tôi không sợ, sợ lõa lồ thuộc linh. Nhưng đối với tôi, lõa lồ thuộc lễ tôi cũng sợ, nhưng tôi sợ nhiều hơn là dành cho lõa lồ thuộc linh. Amen. Và ta đi tiếp. Tại sao mình cần phải mong lấy được phục hồi, mặc lại của nó được phục hồi trở lại? Amen. Tôi hỏi rằng chúng ta được phục hồi chưa? Bao nhiêu người thừa nhận rằng mình đã được phục hồi rồi nè. Anh em hãy chúc mừng cho điều đó. Amen. Nhưng hãy nhớ này, đừng thỏa lòng vì chúng ta đã được phục hồi. Có nhiều người đã được phục hồi đúng, nhưng bỗng dưng một ngày, hai ngày, ba ngày, các chúng ta thấy họ trở lại với tinh thần cũ của họ. Điều đó chết. Câu sau khi nãy tôi có nói, để sự gì hay chết trong chúng ta? Cái sự gì hay chết trong chúng ta anh em? Đó là những ý riêng. Chúng ta nghe chị amen. Amen. Ý riêng, kiêu ngạo, khoe khoang, sất sược, vô tín, cứng lòng, vân 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 vân. Đó là những điều thuộc về hay chết. Chúng ta nghe chị amen. Bao lâu cái đó mà còn trong tôi, nó giết tôi. Đúng không? Một chút men, một chút mê. Ước mong rằng thầy Tố nghiêm túc cùng với tổ ba chiều nay cho thầy trò mình ăn bánh xèo để tiễn tôi ngày mai về lại Sài Gòn. Anh em, để sự gì hại chết cho chúng ta, bị nuốt bởi cái gì anh em? Wow, câu này số nhiệm quá. Bị nuốt bởi sự sống hay là sự sống nuốt đi? Amen. Sự sống nói về sự hiện diện của Chúa Giêsu cho tôi nghe chả. Amen. Ngài là vua của sự sống. Ngài là sự sống. Chúa nói gì? Ta là sự sống. Amen. Ta là sự sống. Amen. Anh em, chúng ta xem lại những ngày qua, cái sự sống của Chúa đã nuốt đi tất cả những điều hại chết cho chúng ta chưa? Tôi cần đi với Chúa. Tôi cảm ơn Chúa. Lời của Chúa được tỏ ra, mặc khải ra, và tôi thấy đúng. Tôi bằng ý để cho sự sống của Chúa nuốt lấy sự kiêu ngạo trong tôi, nuốt lấy sự tức giận trong tôi, nuốt lấy sự ích kỷ trong tôi. Amen. 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 Có như vậy tôi mới gọi hại dễ thương. Cười với thầy coi, cái coi nè. Anh em, tôi quyết định phải để cho sự sống của Chúa nuốt đi. Amen. Nuốt đi
những điều hay chính trong chúng ta. Phaolô đã từng nói gì? Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này em ấy? Cái thân thể này anh em này, nó thích sống theo ý riêng méo kiểu lắm. Tôi nghe chị em ấy, nó thích sống méo méo. Có phải không? Ai mà nấu canh chua, cá đuối mà nấu với cái chi bữa trước này, cà chua, đậu bắp. Méo quá. Ngày qua tôi chỉ ngủ thấy giấc ngủ nó không ngon thôi. Thế tôi không thấy ác mộng đó là rượt ai dí ai chai. Anh em, tôi nhân danh Chúa Giêsu và hỏi lại anh em một lần nữa này. Hãy nghiêm túc đặt một tay nơi lòng của mình và tự hỏi nè, mình có khao khát được phục hồi không? Sáng nay chủ đề đó là gì? Sự hy vọng và lòng khao khát của chúng ta phải không? Chúng ta khao khát được mặc lại không? Chúng ta khao khát Chúa phục hồi lại chúng ta với sự hình ảnh của Đức Chúa Trời. Như anh Hà, anh có tin rằng anh được dựng nên bởi ảnh tượng của Đức Chúa Trời không? Và anh phải cầu nguyện để Chúa phục hồi, Chúa mặc lại cái hình ảnh của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của anh em. Amen. Giặt áo, tắm rửa không phải đợi người ta nhắc nhở nữa. Hôm ngày kia tôi thấy anh, tôi để ý anh, anh tập thể dục vô kênh, cởi áo ra anh bỏ vô cái thau nước, anh giặt, tôi hỏi có xà bông không? Không, mới mặc mà một xíu. Tôi nói đồ, anh à, không được như vậy. Anh em, tất cả ta được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, cho tôi nghe chưa anh em? Chúng ta cầu nguyện, khao khát Đức Thánh Linh phục hồi lại hình ảnh Đức Chúa Trời, cho tôi nghe chưa amen? Qua cuộc đời này. Hallelujah. Chúng ta thật sự để cho sự sống của Đấng Christ nuốt đi những điều nhỏ nhặt, ích kỷ, độc đoán, độc tài, bảo thủ, ý riêng vân vân mọi vân trong đời sống của chúng ta không? Bao lâu chúng ta không để cho sự sống, mà để được điều này thì chúng ta phải thấy rằng sự sống chúng ta phải yêu quý hơn. Cho tôi nghe chị amen. Có ai đây nói gì? Tôi khác mục sư, tôi I love sự chết, tôi yêu sự chết. Ngay cả người em của chúng ta trước khi chị bên Chúa xăm toàn nó không à, lúc đó chưa biết em, nhưng bây giờ biết rồi, có thích yêu sự chết không? Không gì dám yêu, mẹ ơi né nó không kịp luôn, yêu cái đường nào. Nhưng mà có nhiều người bằng cách sống của họ đó anh em, họ ô liền mức độ đó gì, họ không quý trọng sự sống mà Chúa ban cho chúng ta. Cho tôi nghe chị amen. Anh em có thức giấc dậy là chúng ta cảm ơn Chúa tối hôm qua chúng ta ngủ và không bị lạnh buốt không? Chúng ta ngủ, chúng ta có giường đàng hoàng không? Chúng ta ngủ và chúng ta có gối không? Chúng ta ngủ và không bị quấy rối không? Không bị chính quyền đến bắt lên xe, nó đưa vào tại tập trung. Chúng ta có những giấc ngủ rất là tốt lành em ơi. Nhưng đừng thức giấc dậy mà quên cảm ơn Chúa đã cho nơi này để con tìm kiếm Ngài. Và ta đến câu số 5. Lòng khao khát của chúng ta để ta được thật sự bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải chỉ mặc chiếc áo của sự công chính mà thôi. Chúng ta không phải chỉ có lòng khao khát được phục hồi và để cho sự sống của Đấng Christ nuốt đi, tiêu diệt đi những điều thuộc về chết, thuộc về tội lỗi trong đời sống của tôi và anh em. Những điều nữa chúng ta gì? Hãy tôn trọng sự diện của Đức Thánh Linh, Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, đó là sự sống, amen. Cho được sự ấy, đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe thì amen. Ngài Phaolô nói gì? Ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Đức Thánh Linh là của tin hay là của cầm? À, chúng ta trước đây á, đám hỏi á, khi mới dặm hỏi thì chưa gì cả. Khi mới đi thăm nhà bạn gái gì cả, giống như tôi cùng thầy Tú, thầy Sơn chứ, lên nhà của bé Trà thì đó mới gọi là dặm thôi. Nhưng nếu có nghi thức về lễ hỏi thì theo văn hóa của người châu Á của mình, Việt Nam của mình, thì trong ngày lễ hỏi đó bên đàn trai phải có của tin phải không ạ? Amen. Ít nhất cặp nhẫn cưới là ngày hôm đó hai người đã hứa hôn với nhau. Amen. Amen.
Và bắt đầu từ ngày đó họ chưa thành thân, chưa thành là vợ chồng. Nhưng người nam luôn luôn để chiếc nhẫn mình đeo nơi tay và dặn rằng mình không còn thuộc với những người con gái khác, mà mình thuộc về chỉ một người con gái khác. Amen. Đó là vợ hư hồn của mình. Và người nữ cũng vậy. Cho tôi nghe cho amen. Thì Đức Thánh Linh là hình ảnh đó cho tôi và anh em. Thế thì tôi muốn hỏi này, ba người ở đây tin rằng ta có Ngài nào? Chúng ta có Đức Thánh Linh trong cuộc đời của mình. Thì hãy nhớ rằng khi chúng ta thừa nhận và chúng ta tin một cách quả quyết, thì chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa. Mà chúng ta thuộc về ai? Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài nhìn thấy anh em là Ngài nhìn thấy Đức Thánh Linh. Amen. Và Ngài biết rằng anh em có Đức Thánh Linh là anh em thuộc về Ngài. Ta thưa chị, amen. Như khi một người đàn ông nhìn vào một người cô gái và liếc mắt vào cái tay đó và thấy cô gái đó đeo nhẫn cưới lập tức nghiêm túc luôn. Đó là người nữ này không phải là tầm ngắm của mình nữa. Amen. Vì người nữ này đã thuộc về một người đàn ông nào khác rồi. Amen. Chỉ có mấy thằng dây sồn này nó mới ẩu tả, nó cua tiếp và nó lặng lách thôi. Cho còn một người đàn ông đàng hoàng không bao giờ dám đi tiếp. Amen. Các bạn nghe chị amen. Bạn ta đi tiếp nhé. Câu số 6. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy. Các bạn nghe chị amen. Chúng ta tin cậy không? Từ hy vọng đến tin cậy. Và biết rằng khi ta đang ở trong thân thể này thì xa cách Chúa. Đúng là chúng ta ở trong thân thể này chúng ta bị giới hạn phải không ạ? Amen. Chúng ta không thể gặp Ngài ở trong cái thân thể vật lý này, nhưng ta gặp Ngài ở trong tâm linh của tôi và anh em. Amen. Và câu số 6, câu số 7, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy, nên thấy rõ không? Từ hy vọng. Hallelujah. Chúng ta nuôi dưỡng bằng đời sống không lõa lồ, bằng đời sống không phạm tội, bằng đời sống khát khao được phục hồi. Amen. Amen. Không muốn trần truồng lõa lồ trước mặt Chúa Trời và trước mặt con người nữa. Và để cho sự sống nuốt lấy những điều thuộc về sự chết. Amen. Hallelujah. Để tình yêu nuốt lấy sự cay đắng. Amen. Phá hủy sự cay đắng. Thì chúng ta thấy gì? Bắt đầu follow là gì? Vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Những ngày qua tôi và anh em bước đi bởi đức tin, bởi mắt thấy. Anh em hãy dặn, hãy nói với người bên tay phải tay trái của mình, đó là hãy bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Thầy Tố với anh Tịnh nói nhiều vào cái anh ngồi ở giữa đó. Hãy bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Amen. Anh em, nhiều người ngày hôm nay cứ đòi hỏi phải thấy. Như vậy không phải là đức tin. Hallelujah. Chúng ta phải tin rồi mới thấy. Chúa Giêsu đã từng nói với Ma-thê, ta há chẳng từng phán với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Ngày nay có những người phải thấy, nhưng mà Chúa không muốn làm gì đó vì đó là cách của người ngoại, phải không ạ? Họ thờ phượng phải có pho tượng thì họ mới thờ phượng được. Còn tôi và anh em không cần pho tượng, bởi vì ta biết Chúa ở khắp mọi nơi. Tất cả chị amen. À, họ phải đọc kinh được, phải thấy pho tượng. Amen. Họ đọc kinh, họ phải có cái chuỗi hạt, họ phải thấy. Họ phải lần lần họ mới đọc kinh được. Còn tôi và anh em chẳng cần cái hạt, cái chuỗi gì cả. Chúng ta vẫn cầu nguyện một cách rất là ngọt ngào và tươi mới. Amen. Hallelujah. Câu số 8. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy. Đây là điệp khúc lần thứ mấy đây? Lần thứ hai. Lòng tin cậy, đầy lòng tin cậy. Câu số 6, câu số 8 có một lần nữa follow nói là gì? Chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này, đang ở cùng Chúa thì hơn. Amen. Thật sự mà nói nè, sống bao lâu còn sống đất này, là bấy lâu chúng ta còn thấy những điều chán lắm. Những điều ngắn ngẫm lắm, phải không? Có phải không Hải Hà Nội? Bao lâu còn sống đất này, chúng ta thấy những điều mình buồn lắm, thấy những điều ngao ngán lắm, có phải không? À, thấy những điều mà mình dễ lầu, dễ bầu, dễ lầm, dễ bầm, ha? Dễ bán thang, dễ lầm, bầm thịt bò. Cho nên anh em, nhưng Chúa còn cho chúng ta còn sống, đó là bởi vì chúng ta chưa trọn vẹn. Amen. Ngài muốn chúng ta tiếp tục đi và mặc lấy chiếc áo của sự công chính. Hallelujah. Amen. Và ta để ý nè, câu 9, câu 10, câu 1. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi có là gì? Về nước Chúa.
cũng hãy làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Chúng ta xem lại những ngày qua, chúng ta đã dùng hết sức để làm đẹp lòng Chúa chưa? Giờ đọc kinh thánh của chúng ta làm đẹp lòng Chúa chưa? Giờ rửa chén bát chúng ta đẹp lòng Chúa chưa? Amen. Nơi chỗ chúng ta nằm ngủ đẹp lòng Chúa không? Trên sân bóng chúng ta có những hành vi làm đẹp lòng Chúa không? Anh em hãy gắng sức để làm đẹp lòng Chúa. Nếu chúng ta còn sống trên đất này, hãy nói với Chúa Thánh Linh xin giúp con để con làm đẹp lòng Đấng đã chết để cho con được sống, Đấng đã chết để cho con được tha thứ cho tội ngài mang, Đấng đã sống lại để con được xưng công chính trước mặt ngài, Đấng đã đổ máu vô tội của ngài ra để mua chuộc cuộc đời con, để thay đổi cuộc đời của con. Hallelujah. Amen, amen. Và gì anh em? Câu số 10, câu 11 kết thúc điều chia sẻ của tôi hôm nay. Ông nói rằng nếu chúng ta không chuẩn bị, chúng ta cứ không mặc áo, chúng ta khinh thường sự công chính, chúng ta đi với Chúa rồi mà chúng ta muốn sống kiểu gì chúng ta sống, chúng ta không sống theo lời của Đức Chúa Trời, chúng ta ngẫu hứng, chúng ta không bày tỏ lòng tôn trọng Chúa, kính sợ Chúa, và rồi chúng ta vẫn mặc chiếc áo cũ như một thầy tế lễ trong Sa-cha-ri đoạn 3. Đó là thầy tế lễ Giê-hô-sua. Ông ra mắt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, các thiên sứ đang đứng ở đó. Amen. Và cái thánh kết thúc rằng Sa-tan cũng đứng ở đó. Và nó nói gì nè? Nó nói với Chúa, thầy tế lễ Giê-hô-sua mặc áo bẩn phải không? Có phải không? Anh em có tin rằng khi ta đứng ở đây thờ phượng Đức Chúa Trời, nếu một con người thật lòng đầu phục Chúa, bước đến sự ngay thẳng, mặc áo công chính, ma quỷ nhìn vào đời sống của chúng ta nó không thấy gì cả, bởi vì chiếc áo công chính của ngài, amen, bao phủ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta lơ mơ với Chúa, chúng ta tiếp tục phạm tội, chúng ta thực sự không nghiêm túc với Chúa, chúng ta không có đời sống kính sợ Chúa, chúng ta vẫn tiếp tục đi trong sự phạm tội lén lút, thì ngay cái chỗ thờ phượng này này nó xuất hiện và nó kiện cáo, nó nói với Chúa, cái người này nhìn bỏ đồ vô trong rất đẹp, quấn trống rất hay, mà nói là con cá voi bị ngứa thì mới tấp vào bờ. Nó kiện cáo, nó chỉ ra những sai thật ở trong tư tưởng của tôi. Phải nó nói với Chúa rằng thầy tế lễ mặc áo bẩn, chiếc áo công chính là chiếc áo không có bẩn, của dơ nhơm. Amen. Chiếc áo của sự vô tội. Tôi nghe chưa này? Trước sảnh đường của vua Phi-lát, dân Giu-đa nộp Chúa Giê-xu cho vua Phi-lát, thống đốc của người La Mã. Và Chúa đến với vợ của vua Phi-lát là hoàng hậu, phải không? Bà đau đớn trong giấc ngủ. Bà nhờ một người nói với Phi-lát, đừng đụng đến người này, đừng đụng đến người công chính này. Anh em, anh em hãy để ý cái câu này trong văn đoạn 18, đừng, xin lỗi, Matthew đoạn 27, đừng đụng đến người công chính này, vì cớ người này mà đêm qua em bị mất ngủ và đau đớn trong giấc mộng. Và cuối cùng vui lát ông ta nói gì? Ta không nhìn thấy người này phạm tội gì cả, em em, ta muốn tha, bởi dân Do Thái là tuyển dân của ngài phải không ạ? Đòi giết ngài đi, giết ngài đi. Anh em, tôi và anh em đang mặc chiếc áo công chính hay là chiếc áo bẩn? Nếu là chiếc áo bẩn thì dân nhất định một câu chính là câu hỗ trợ cho chúng ta. Vậy nếu chúng ta xưng nhận tội mình thì ngài là thần tính công bình tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Có là chiếc áo bẩn được cởi ra khỏi đời sống của tôi và anh em, như người cha bảo được các đứa đệ tớ, hãy lột chiếc áo của người con trai hoang đàng và mặc chiếc áo mới cho tôi ngay chị. Amen. Và chúng ta thấy gì Phaolô nói? Bởi vì chúng ta thải đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ.
anh Hà phải nhớ rằng một ngày anh phải đứng hầu trước tòa án của Đấng Christ. Tôi cũng phải đứng hầu trước tòa án của Đấng Christ. Huy cũng đứng trước tòa án của Đấng Christ. Amen. Tất cả mọi người đều đứng trước tòa án của Đấng Christ. Và chúng ta chạy tội nổi không? Tòa án đời này bất cắt, tất cả các nước anh em đều có chạy phải không ạ? Chạy đường dây phải không ạ? Để nhẹ tội phải không? Có phải không được? Nhưng đối với Chúa không có chạy tội đâu nha. Anh Hà đừng có đến đó lúc nói lột đồng hồ điện tử, nó thầy chạy gì? Chúa giùm tôi đi rồi tôi chúc phước cho thầy cái đồng hồ điện tử của tôi. Anh em không có chạy chọt gì chỗ này cả. Tất cả mọi người đều đứng trước tòa án của Đấng Christ. Amen. Và bắt đầu xét xử. Khi còn sống, anh đã làm những điều thiện gì? Hay làm những điều ác? Khi còn sống thầy tú, làm những điều gì là thiện, làm những điều gì là ác? Amen. Khi còn sống, đặt làm những điều gì là thiện và làm những điều gì là ác? Cho tôi nghe chưa mẹ? Đặc biệt, đó là Chúa tính. Từ cái ngày chúng ta tin nhận Chúa. Amen. Hãy để ý điều này. Chúa không tính cái quá khứ. Bởi vì chúng ta đã xin lỗi Chúa và xin Chúa tha thứ rồi phải không ạ? Chúa tha thứ. Nhưng Chúa tính bắt đầu từ cái mốc chúng ta tin Chúa Giê-xu. Thưa nghe chưa mẹ? Chúng ta đầu tin này. Ngày hôm đó, năm này, năm kia, người tin Chúa. Người vào trung tâm lần thứ nhất vào ngày nào ngày nào? Người trở lại trung tâm vào ngày nào? Phải không? Và chúng ta nói, tại sao người vẫn còn làm điều ác? Mình biết điều đó là tội lỗi mà mình phải làm, mình vẫn làm, đó là điều ác. Và anh em, lúc đó chúng ta không được nói Chúa ơi, tại sao Chúa xử con như vậy? Con đánh đờn thờ phượng Chúa hoài, và tại sao Chúa xử con như vậy? Con phục vụ Chúa, con chạy đông chạy tây, con lo lắng từng giấc ngủ của anh em, tại sao Chúa xử con như vậy? Chúa là đấng công chính. Amen. Ngài không thể nào xử ngoài lời của Đức Chúa Trời được, vì Kinh Thánh là sách luật. Amen. Hallelujah. Cho nên anh em hãy cẩn thận. Và câu 11, Phao-lô ông hiểu được điều này. Thế ông nói gì? Chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ. Tôi xin hỏi thật anh em này, bao nhiêu người ở đây biết Chúa thật đáng kính sợ? Kính sợ không? Tôi càng đi với Chúa, tôi thấy Chúa thật là đáng kinh khiếp anh em. Jeremiah, xin lỗi, Nehemi, thì ông nói, ông cầu nguyện là Chúa là đáng kinh và cực đại. Cái người biết Chúa đáng kính sợ thì họ sẽ bày tỏ qua đời sống của họ, anh em. Qua lời ăn, tiếng nói, cách sống giữa vòng anh em. Amen. Và đặc biệt đó là người đó sẽ sống một cách nghiêm túc dù không có ai ở đó với mình. Vợ không có. Amen. Amen. Họ sử dụng điện thoại không ai để ý, nhưng họ kính sợ Chúa đến mức độ họ không vào những cái trang mà họ biết rằng họ sẽ bị phạm tội. Nó đạt đến mức độ như vậy đó này. Như tôi ngày nay tôi được sử dụng, anh thấy phương tiện mà tôi sử dụng rất nhiều phải không ạ? Nhưng em có bao giờ em thấy tôi coi một bộ phim bậy bạ không? Tôi sẵn lòng đưa cho anh em nào biết để coi lịch sử của tôi sử dụng. Tôi không có xóa đâu. Tôi không có xóa đâu. iPhone, iPad của tôi. Tôi không có xóa lịch sử. Tôi không bao giờ chơi game. Tôi không bao giờ vào những cái app bậy bạ để tôi xem cái gì đó. Tôi vay tiền trên mạng không bao giờ có. Nó phải đạt đến cái chỗ đó đó anh em. Bởi vì Phao-lô nói vì chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ. Kính sợ đến mức độ không nói bậy trên miệng của mình. Amen. Không văn tục chửi thề. Chỉ có như vậy thì ông mới nói được phần B. Nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Tin cái gì vậy? Bởi vì ông tin, ông biết Chúa đáng kính sợ, cho nên ông đã nỗ lực để khiến mọi người cũng có niềm tin giống như ông. Amen.
cũng đều phải kính sợ Chúa. Anh em thấy điều đó có trong chức vụ của tôi không vậy? Hello? Anh em có thấy cái điều Phaolô vừa nói có trong chức vụ của tôi không? Có trong chức vụ những người hầu Chúa ở đây không? Anh em, nếu tôi thật sự không thương anh em thì thôi kệ, mặc kệ. Anh em sống kiểu như này, nhưng mà tôi thương, bởi tôi biết rằng nếu nó cứ như vậy, chúng ta sẽ lọt vào tòa án của Chúa, chúng ta chết. Amen. Chúng ta không có cửa nào bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời đâu. Cho nên có những lúc la rầy, có những lúc quở trách. Amen. Có những lúc nói rất là thẳng, nhưng không phải là ghét. Anh đừng bao giờ nghĩ rằng tôi ghét anh em. Tôi là một người mà Chúa dùng để giúp, để cứu anh em. Ghét làm sao cứu. Nhưng một lời của trách tỏ tường hơn yêu thương dấu kinh. Có bị bột đi tiếp, ta thấy điều gì xảy ra ở đây. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi. Và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Lương tâm của anh em có biết chúng tôi không vậy? Hello? Lương tâm của anh em có biết chúng tôi giúp anh em thật lòng không vậy? Lương tâm của Hòa cá voi bị ngứa đó, có biết lương tâm của bố thương con không vậy? Ăn bị tôm là ăn nguyên cái thau. Ngủ thì ngủ cũng điệu lắm nha anh em, ngủ cũng điệu nữa. Chứ xin tôi sẽ cho anh em có hình đó. Ngủ cũng điệu nữa. Anh em, kết thúc tôi kêu gọi anh em. Chúng ta có sự hy vọng trong Chúa. Chúng ta không biết chiều hôm nay cuộc đời chúng ta như thế nào. Đến mức như vậy luôn. Một tiếng hồ sau chúng ta không biết mình xảy ra cái chuyện gì. Nhưng chúng ta có sự hy vọng trong Chúa cứu thế Giê-xu. Ta nghe chứ, amen. Không mất hy vọng. Đó là chúng ta được Chúa cho một căn nhà mới, mặc lấy một thân thể mới, amen. Nếu lìa trần gian này, chúng ta mặc lấy một thân thể không còn hai chết nữa. Hallelujah. Và sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng để được đó, chúng ta phải có sự khao khát. Đó là không bao giờ để mình bị lõa lồ. Thưa các anh chị, amen. Lúc nào Chúa cũng thấy chúng ta tôn trọng Ngài đã ban cho chúng ta chiếc áo. Có một cái tên rất hay, chiếc áo của sự công chính. Đừng bán chiếc áo này đi. Đừng đánh đổi chiếc áo này để lấy những thú vui nhục dục của trần gian này. Hãy mặc nó mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Mới bảo đảm sự lõa lồ của tôi, anh em không bị lộ ra. Bằng cách chống lại tội lỗi và không quyết định không phạm tội với Chúa. Điều thứ ba, đó là chúng ta hãy sẵn sàng khao khát được phục hồi, được bắt lại. Bằng cách để cho sự sống của Chúa nuốt lấy những điều thuộc về sự chết. Amen. Hallelujah. Điều thứ tư, đó là tôn trọng Đức Thánh Linh. Amen. Vì nhờ Ngài mà chúng ta được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Điều thứ năm, đó là chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Tôi và Ngài chị, amen. Điều thứ sáu, đó là chúng ta phải sống nhờ cải thánh linh để làm đẹp lòng Chúa, dù còn sống trong trần gian này hay chúng ta lìa trần gian này. Amen. Điều thứ bảy, đó là hãy luôn nhắc nhở nhau, câu 10 và câu 11. Sẽ đến một ngày anh em không tránh được, dù anh em chết hay còn sống, khi tiếng kèn của Chúa thổi lên, tòa án Đấng Christ được thiết lập. Amen. Amen. Và lúc đó Ngài bắt đầu xét xử tôi và anh em. Giờ đó sẽ có những người được Chúa nói gì? Hãy vào dự tiệc cưới chiên con của ta. Nhưng có những người đấm ngực khóc lóc như năm người nữ dại dột, phải không ạ? Cửa vẫn không mở, bởi vì đã thiếu sự không chuẩn bị giàu, phải không? Amen. Đã không chuẩn bị đời sống của mình, đã không kính sợ Đức Chúa Trời, đã không tôn trọng Ngài, đứng ngoài cửa. Xin ta đồng đứng lên đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi kêu gọi chúng ta nhanh chóng bước vào thời giờ cá nhân của chúng ta với Chúa và cầu nguyện. Soi mình trước những điều gì chúng ta nghe. Những điều gì chúng ta nghe được là những điều Đức Thánh Linh muốn chúng ta nhận đó em. Những điều gì Chúa cho chúng ta
nghe được là những điều Chúa muốn ta sống và quyết định thay đổi. Cho nên hãy cầu nguyện, đừng chủ quan. Tôi biết lời của Chúa sáng nay rất là đau, nhưng thà nó đau mà chúng ta tỉnh còn hơn là nhẹ nhàng mà chúng ta bị chết chóc. Cho nên hãy cầu nguyện. Mình đã có sự hy vọng trong Chúa chưa? Mình có sự hy vọng không? Nếu mình mất tất cả, mình vẫn còn có sự hy vọng. Vì trong Chúa Giêsu chúng ta không có sự tuyệt vọng. Có những lúc ta nói rằng Chúa con tuyệt vọng quá, đó là cách nói để bày tỏ cho người khác biết rằng mình đuối sức rồi. Nhưng khi ta bình tĩnh và quay trở lại với Chúa trong chỗ của sự cầu nguyện và lời của Đức Chúa Trời, trong chỗ của sự thờ phượng hết lòng, chúng ta tìm lại được sự hy vọng sống. Điều thứ hai, nếu ta có sự hy vọng ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, thì bắt đầu từ ngày hôm nay, đó là chúng ta không được phép lõa lồ, không được phép trần truồng. Chúng ta phải mặc áo, và đây là chiếc áo của sự xưng công chính. Một chiếc áo mà chúng ta chỉ có bởi huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra. Chiếc áo rất là vô giá anh em. Không phải là 1 triệu đô hay là mấy trăm ngàn đô la. Những chiếc áo mà tôi đã chỉ có được khi ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết đền tội cho chúng ta. Và Ngài đã sống lại vì cớ sự xưng công chính của tôi và anh em. Xin đừng đi với Chúa mà mình vẫn còn lõa lồ như hội thánh Laodice. Đừng đi với Chúa mà chúng ta không có khao khát được mặc lại, được phục hồi lại. Không khao khát để những điều thuộc về sự sống nuốt đi những điều thuộc về sự chết. Và chúng ta chỉ sống cho vật chất. Sống cho vật chất, sống cho thế giới hữu hình này. Anh em yêu của tôi, có phải rằng những ngày qua chúng ta đã mặc những chiếc áo, chúng ta làm hoang ố chiếc áo của sự xưng công chính như đứa con trai hoang đàng không? Hãy nói với Chúa như lời cầu nguyện của đứa con trai hoang đàng: Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với Cha, con không đáng làm con của Cha nữa. Hãy để cho Chúa thấy được lòng của chúng ta xé ra trước mặt Ngài hôm nay. Để Chúa mặc lại chiếc áo sạch cho tôi và anh em. Qua sự xác nhận tội lỗi của chính mình. Anh em chúng ta có tôn trọng Đức Thánh Linh là của cầm mà Đức Chúa Trời đặt trong cuộc đời của chúng ta. Và Ê-phê-sô đã quả quyết rằng nhờ Ngài mà chúng ta được ấn chứng hay là được đóng ấn cho đến ngày của sự cứu chuộc. Chúng ta có bước đi bởi đức tin không? Hay là chúng ta cứ đòi hỏi phải thấy, phải thấy, phải thấy? Và chúng ta có bao nhiêu người sống làm đẹp lòng Chúa? Và cuối cùng, hãy nhớ có một ngày tất cả mọi người đều phải đứng hầu trước tòa án của Đấng Christ. Một vị thẩm phán minh bạch nhất, một vị thẩm phán đầy sự công chính nhất, một vị thẩm phán đầy liêm chính nhất xét xử tôi và anh em theo luật thiện và ác. Và hãy sống như Phaolô và các bạn độc lão của ông. Vậy chúng ta biết Chúa là đáng kính sợ nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Anh em ơi, hãy bắt đầu từ cái nói sống kính sợ Chúa và giúp cho bạn bè trong phòng của mình cũng kính sợ Chúa để bước đi trong những ngày trời trên đất này. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Toko shakatakataka. Shakatakarabakatakataka. Hallelujah. 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 Toko shakatakarakata. Xin mời em, chúng ta thay nhau trong sự cầu nguyện. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.